Phương pháp tạo cộng hưởng bức xạ năng lượng, kích hoạt năng lượng gốc. Phương pháp này dùng âm thanh tiếng nói tác động lên trục hoạt động năng lượng của cơ thể, có độ tương ứng giữa dao động âm thanh và dao động trục năng lượng, nảy sinh cộng hưởng, làm bức xạ năng lượng tác động vào năng lượng gốc, kích hoạt làm cho năng lượng gốc phát triển tăng trưởng và thúc đẩy thành phần năng lượng sự sống hoạt động mạnh lên, sản sinh các chất kháng thể, tăng cường nâng cao hệ miễn dịch, giải phóng bệnh tật. Cách tập phát âm: đọc một chuỗi âm thanh theo thứ tự từ 1 đến 6, 3 lần theo nhịp giây đồng hồ, có thời gian là 18 giây đồng hồ cho một lần đọc, làm cho sự dao động của âm thanh liên tục đều đặn trong 18 giây đồng hồ. Đọc đều đặn liên tục, không đọc ngắt quãng, không có tiếng to hơn, nhỏ hơn, cũng không có tiếng ngắn hơn hoặc dài hơn, mà mỗi con số đọc phải tương ứng với một giây đồng hồ, và không đọc thừa cũng không đọc thiếu. Nếu đọc thêm quá 18 giây dao động sẽ bị xóa cộng hưởng, không xảy ra bức xạ. Nếu đọc thiếu không đủ 18 giây dao động thì sẽ không đủ thời gian dao động cộng hưởng bức xạ. Do đó phải đọc đủ 18 giây theo tuần tự từ 1 đến 6, 3 lần, không thể đọc theo cách khác thì mới đủ các yếu tố cộng hưởng. Người ở những quốc gia nào thì sẽ đọc tiếng của quốc gia đó và đọc đúng chuỗi âm thanh từ 1 đến 6, 3 lần theo hướng dẫn trên quốc gia, mà những con số phát âm có từ đệm, cho dù mỗi số đọc một tiếng hay cả tiếng đệm cũng đều đọc được trong một giây đồng hồ. Cách đọc như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đọc với mức tiếng nhỏ nhất, không đọc thầm, mà phải đọc ra được âm tiếng thì mới có sự dao động. Nếu đọc tiếng to thì cường độ dao động âm tiếng lớn hơn cường độ dao động của trục năng lượng, nên không xảy ra cộng hưởng bức xạ. Nếu đọc thầm không có tiếng phát ra thì không có sự dao động, nên không gây cộng hưởng bức xạ, mà phải đọc phát ra được âm thanh ở mức tiếng nhỏ nhất thì cường độ dao động âm thanh nó sẽ phù hợp tương ứng với cường độ dao động trục năng lượng và sẽ xảy ra cộng hưởng bức xạ có kết quả và tác động kích hoạt được năng lượng gốc, hoạt động tăng trưởng, thúc đẩy năng lượng sự sống sản sinh kháng thể, tăng cường nâng cao hệ miễn dịch, tiêu diệt virus, giải phóng độc tố và khỏi bệnh. Nếu trong khi đọc mà ho thì phải đọc lại từ đầu cho nguyên chuỗi âm tiếng. Tư thế cơ thể khi thực hiện: có thể ngồi đọc phát âm và có thể nằm đọc phát âm bức xạ năng lượng. Một, tư thế ngồi đọc. Ngồi khoanh chân vào nhau như ngồi thiền kiểu bán già. Hai bàn tay ngửa đặt lên đầu gối, lưng thẳng tự nhiên, cơ thể không gò bó, mắt nhắm cho thanh tịnh. Tư tưởng tập trung vào điều khiển tiếng đệm, cho đều ở mức tiếng nhỏ nhất. Khi đọc xong chuỗi âm thanh, ngồi yên tĩnh tại chỗ khoảng 30 phút. Ý thức theo dõi các hiện tượng diễn ra trong cơ thể. Khi kích hoạt năng lượng thành công thì năng lượng sẽ hoạt động tăng trưởng và sẽ thấy rõ các hiện tượng diễn ra trong cơ thể, như có một luồng điện lan tỏa trong người mạnh dần lên và cơ thể có cảm giác lắc lư, và sau đó là cơ thể lắc lư. Đối với những người đã có và đang tập luyện các môn năng lượng như nhân điện, yoga, khí công hoặc những người có ứng nhập tâm linh thì cơ thể sẽ lắc lư mạnh và thậm chí rung giật như nhập vong lên đồng. Việc rung lắc mạnh không có gì ảnh hưởng đến cơ thể vì đây là năng lượng bản năng hoạt động lớn hơn mức bình thường nên diễn ra các hiện tượng nói trên. Khi không muốn rung lắc thì chỉ đứng dậy, đi là hết và cơ thể sẽ trở về bình thường.
Cũng có những người không biểu hiện rung lắc nhưng cũng cảm nhận được các hiện tượng nói trên. Chỉ trừ khi đọc chuỗi âm thanh chưa đạt yêu cầu thì sự cộng hưởng bức xạ sẽ không xảy ra và năng lượng không được kích hoạt. Với tư thế nằm đọc thì nằm ngửa, hai tay hai chân duỗi thẳng tự nhiên, không gò bó, hai bàn tay ngửa và đọc theo đúng chuỗi âm thanh trên là có kết quả. Và phương pháp này giúp tiêu diệt dịch bệnh, cho dễ thực hiện nhờ làm đúng theo hướng dẫn cách đọc phát âm. Mỗi ngày chỉ đọc kích hoạt năng lượng một lần trong thời gian có bệnh, không nên kích hoạt nhiều. Và phương pháp thứ hai áp dụng giống như phương pháp trên, nhưng thay vào dãy số 12600 2600, đây là dãy số dùng để phòng chống COVID. Các bạn thể thực hiện và niệm dãy số này theo cách thức như trên để tạo năng lượng ngăn chặn virus COVID.